Xin chào tất cả mọi người ạ. Trước hết thì em xin phép mọi người có thể được xưng là mình để có thể diễn tải được hết tất cả những nội dung của bài nói hôm nay ạ. Vậy thì lần đầu tiên mình muốn có một khảo sát với mọi người để hỏi xem là mọi người biết những gì và biết đến đâu về tranh biện nhé. Và nếu như mà mọi người đồng ý với những ý kiến của mình thì mọi người hãy giơ tay lên nhé. Đầu tiên đó là bạn biết tranh biện là gì? Nếu như mà các bạn biết tranh biện là gì thì hãy cho mình nhìn thấy cánh tay của mọi người nhé. Được rồi, có vẻ cũng rất nhiều, cảm ơn mọi người. Vậy thì đến với cái câu hỏi thứ hai khó hơn một chút, đó là mọi người nghĩ là tranh biện ấy thì sẽ là nghe nhiều hơn hay là nói nhiều hơn? Những ai mà cho rằng là nghe nhiều hơn thì cho mình xin cánh tay được không ạ? Cảm ơn mọi người ạ. Vậy còn nói thì sao ạ? Ai nghĩ là nói thì sẽ quan trọng hơn? Cảm ơn mọi người ạ. Thì mình thấy là mọi người cũng có vẻ biết sương sương, cũng có một số cái nhận định về tranh biện rồi, thì mình cũng chỉ tóm tắt qua nhanh thôi. Trong một cuộc tranh biện thì cái mục đích quan trọng nhất đó là thuyết phục những người xung quanh có thể đồng ý với những cái luận điểm, với cái lập trường của mình. Và trong một trận tranh biện ấy, thì sẽ có tầm từ 2 đến 4 đội, nhưng mà chia thành hai phe, một bên là những người ủng hộ và một bên là những người phản đối với một cái kiến nghị, tức là một cái ý kiến. Thì một ví dụ rất là điển hình của một cái kiến nghị có thể là chúng tôi sẽ bắt tất cả học sinh phải mặc đồng phục. Vậy thì những người bên ủng hộ ấy, họ sẽ phải đồng ý với việc đó. Còn những người bên phản đối thì họ phải đưa ra các cái dẫn chứng để chống lại cái điều này. Và trong cái quá trình chuẩn bị cho một bài nói tranh biện dài từ 7 đến 8 phút thì sẽ là tầm từ 15 đến 30 phút để các bạn tranh biện viên có thể viết ra những gì mình sẽ nói. Và trong toàn bộ cái quá trình này ấy, thì sẽ không có bất cứ một cái tài liệu gì cả. Vậy thì có nghĩa là trước khi mà tham gia một cuộc tranh biện thì các bạn debater ở nhà sẽ phải học trước, đúng không? Mình phải học trước các cái kiến thức về xã hội để mà khi mà gặp cái kiến nghị về chủ đề đó thì mình còn biết cái gì để mà nói chứ. Vậy thì tranh biện nghe như vậy thì có vẻ rất đơn giản, đúng không? Đầu tiên là mình học và sau đó thì là mình nói. Nhưng mà liệu thật sự tranh biện chỉ có như vậy hay không? Thì để trả lời cho câu hỏi này, mình xin phép kể một câu chuyện của nhà triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates. Thì đầu tiên, Socrates cho rằng con người chúng ta ấy, sinh ra giống như là những người tù nhân ở trong một hang động tối. Gương mặt của chúng ta ấy, thì chỉ nhìn vào cái tường đá của cái hang đó. Còn ở sau lưng chúng ta ấy, thì lại là ánh sáng, là cửa hang, là ánh sáng mặt trời. Và ngày qua ngày ấy, thì con người, các con vật, rồi các cái cây nó sẽ phản chiếu cái bóng vào như mọi người nhìn thấy ở trên hình đây. Nhưng mà những người tù nhân ấy thì họ chỉ thấy những cái bóng thôi và họ nghĩ rằng đây là sự thật. Mình nghĩ con người chúng ta thì cũng có một phần như vậy và cũng đang dần trở nên như vậy. Chúng ta sẽ thích nhìn vào bề nổi của một vấn đề hơn là đi sâu vào chi tiết. Nhất là trong cái bối cảnh mà mọi người thấy là lướt điện thoại rất là nhanh, TikTok rồi Facebook Reel, Instagram Reel, những cái nền tảng video ngắn ấy, thì càng ngày càng khiến chúng ta chỉ muốn xem những cái video ngắn thay vì là đọc những cái bài phân tích vài chục trang chẳng hạn, hay là những cái buổi podcast nửa tiếng, một tiếng thì sẽ càng ngày càng có ít người muốn nghe hơn. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chỉ muốn xem những cái video 3 phút hay là những cái bài báo rất là ngắn thôi để mà khái quát cả một vấn đề rất là bao la rộng lớn. Và thật sự với cá nhân mình thì trước đây mình cũng như vậy, mình cũng chỉ có quanh quẩn xung quanh một vài những cái ý nhỏ thôi. Và mình cũng rất là ngại nghe những người khác nói hay là tìm hiểu thêm. Tại vì đơn giản mình nghĩ là nếu như mà được nói thì chắc là sướng hơn được nghe, phải không ạ? Lấy đơn cử như là một bài thuyết trình ở trên lớp đi. Thì nếu như một bạn đang thuyết trình thì các bạn bên dưới sẽ thường túm tụm lại rồi nói chuyện riêng với nhau. Chứ cũng, hoặc là nếu không thì đầu óc đã đang lang thang ở đâu đó rồi, chứ chẳng có mấy ai mà lại muốn nghe bạn bên trên nói cả. Mình nghĩ đây nó cũng chỉ là một cái phản ứng rất là bình thường của con người thôi. Đó là chúng ta muốn được nói nhiều hơn là phải nghe người khác nói và diễn đạt. Nhưng mà dần dần ấy thì mình cũng bắt đầu đặt câu hỏi, bởi vì mình thấy những gì mình hiểu biết ấy có vẻ nó vẫn còn nông quá, và mình bắt đầu đặt câu hỏi đó là những gì mà mình biết ấy thì liệu nó đang là bề nổi hay nó là sự thật, là tri thức. Và diễn đạt theo cách của Socrates thì đó là những gì mình biết, những gì mình hiểu, liệu nó đang là cái bóng hay là sự thật. Kể tiếp câu chuyện của Socrates thì một ngày nọ, một trong số những người tù nhân ấy được thả ra khỏi hang. Việc đầu tiên thì tất nhiên là người này quay lưng lại và bước ra ngoài. Người đó nhìn thấy những thứ như là mặt trời, như là cây cối, như là con người, màu sắc, rồi những vật phẩm, những cái thứ rất là 3D mà trước đây thì trong này người ấy chưa bao giờ thấy cả. Và đến lúc này thì người đó mới nhận ra rằng là những gì mình cũng như là đồng loại của mình đã nhìn thấy ở trong hang động tối suốt bao nhiêu năm đó ấy,
hóa ra chỉ là một cái bóng thôi, một cái bóng rất là mơ hồ và có phần sai lệch của sự thật. Vậy thì tất nhiên là biết được một cái tin sốc như thế này ấy, thì việc đầu tiên người ấy làm là chạy lại vào trong cái hang và nói với cả những người tù nhân khác, những người đồng đội khác của mình. Nhưng mà hiển nhiên là những người còn lại thì không tin. Và thật sự nếu mà đặt mình vào cái hoàn cảnh đấy thì mình khẳng định luôn là mình cũng không tin. Bởi vì sao? Bao nhiêu năm nay ấy, mình vẫn chỉ đang nhìn thấy những cái bóng và mình nghĩ đấy là sự thật. Lúc ngày đẹp trời, một ai đó đến vỗ vai mình và bảo với mình rằng không, ngoài kia có sắc màu, có cây, có những thứ biết bay. Chắc là rất là khó tin phải không? Ví dụ giống như kiểu bây giờ bảo với mình là trên sao Hỏa có người hành tinh ấy, thì sẽ rất là khó để có thể nghe được vào những cái điều đấy. Bởi vì bấy lâu nay thì mình chỉ nhìn thế giới với con mắt của mình, đấy là con mắt chỉ có những cái bóng thôi. Và chính vì vậy khi mà nghe được những cái thông tin này thì sẽ rất khó để mà có thể tin được, rất khó để mà có thể bỏ đi những gì, tất cả những gì mình đang hiểu về thế giới và học lại từ đầu, học lại từ những điều cơ bản nhất. Việc đấy giống như bạn có một bức tranh rất là đẹp và bạn xé toạc nó đi để bạn vẽ lại từ những nét phác thảo đầu tiên. Nhưng mà đấy thì theo mình cũng là cái sự khác biệt lớn nhất giữa những người mà giỏi tranh biện và những người chỉ mới bắt đầu tranh biện. Mình thường thấy là những bạn mà mới bắt đầu tranh biện ấy thì các bạn ấy sẽ chỉ nghĩ là đọc một vài những cái bài báo ngắn hoặc là Google nhanh 1-2 phút là đã có đủ ý kiến, có đủ ý để nói trong một bài tranh biện rồi. Hoặc là có thể các bạn ấy cho rằng là có thể góp nhặt những ý tưởng khác của mình nghe được, hoặc là để có thể đưa vào bài nói của mình là xong. Thậm chí là mình còn biết một số bạn đó là các bạn ý sẽ lên mạng và tìm những cái luận điểm để viết ra sẵn. Và sau đó thì khi mà gặp cái kiến nghị tương tự thì các bạn ý chỉ cần viết ra và nói thôi. Tất nhiên là cái này không phải là áp dụng với tất cả mọi người, nhưng mà mình cũng đã thấy rất nhiều trường hợp làm như vậy. Cá nhân mình thì ngày xưa mình cũng khi mà mới bắt đầu vào tranh biện thì mình cũng chỉ đọc 1-2 bài báo gì đó và mình nghĩ thế là đủ rồi, mình đã hiểu đủ về chủ đề này. Nhưng mà thật sự ấy, thì mình cũng bắt đầu dần dần thắc mắc và bắt đầu hỏi là tại sao những người giỏi tranh biện đằng kia ấy, họ lại giỏi như thế. Thì việc đầu tiên đấy là mình đến và mình nhìn cái tờ giấy chuẩn bị của họ khi mà đứng lên sân khấu nói ấy, thì thật sự là rất là bất ngờ. Bởi vì đối với những bạn mà mới tranh biện thì các bạn sẽ viết ra cả một cái bài văn dài dằng dặc và lên thì các bạn chỉ đọc thôi. Nhưng mà với những cái bạn mới tranh biện thì mình thấy là trong cái tờ giấy chuẩn bị các bạn ý thì chỉ có một vài các cái câu chốt hay là một vài những cái từ khóa. Bởi vì sao? Các bạn ấy đã tìm hiểu rất kỹ ở nhà rồi, kể cả khi mà không có cái giải tranh biện hay là không có một cuộc thi tranh biện thì các bạn ấy vẫn luôn thường xuyên tìm hiểu về các cái chủ đề đó, các cái vấn đề xung quanh. Và cái sự tìm hiểu các bạn ấy đọc nhiều nguồn khác nhau, lắng nghe từ nhiều ý kiến và từ đó thì các bạn ấy có một cái lập trường rất là tốt về các cái vấn đề này. Vì vậy là khi mà các bạn ấy lên sân khấu ấy thì tất cả mọi thứ đã nằm ở trong đây rồi. Các bạn ấy chỉ nói ra thôi, các bạn ấy hiểu rất sâu vấn đề. Và mặc dù là trên tờ giấy của các bạn ý thì không có mấy chữ đâu, nhưng mà khi các bạn ý nói thì các bạn liên tục đào sâu vào cái vấn đề và liên tục mở ra những lát cắt mới của sự thật. Còn với những bạn mới tranh biện thì sao? Các bạn ý cũng nói rất là hùng hồn, cũng rất là nghe cũng rất là oách đấy, nhưng mà thực ra ấy, thì các bạn ý vẫn chỉ đang đọc từ một cái kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. The key to wisdom is this constant and frequent questioning, for by doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth. Mình tạm dịch là chìa khóa đối với sự thông thái chính là việc đặt câu hỏi thường xuyên. Chỉ khi chúng ta có sự nghi ngờ chúng ta mới dám hỏi, và chỉ khi chúng ta dám hỏi chúng ta mới tìm đến được sự thật. Đây là dẫn lời của triết gia người Pháp Peter Abela. Nhất là trong bối cảnh mà xã hội của chúng ta phải nói là đang quay như trong chóng rất là nhanh, mọi việc đang thay đổi rất là nhanh chóng. Nếu mọi người có thể để ý thấy, những điều mà hôm qua mình học ở trên trường lớp có thể đang là rất đúng, nhưng mà đến hôm sau ấy có khi nó đã thay đổi và không còn đúng lắm rồi. Những cái đề tài mà hôm trước mình còn đang tìm hiểu có thể hôm sau ấy nó đã trở thành lỗi thời rồi. Mình thấy tranh biện thì cũng như vậy. Lấy ví dụ một chủ đề nhá, môi trường chẳng hạn. Tuần trước thì mình đã đọc rất nhiều các cái bài báo, các cái bài báo cáo đi. Nhưng mà sau đấy thì một tuần sau họ lại họp thượng đỉnh hay là có một cái báo cáo mới chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều mà mình biết tuần trước ấy và những điều mình cần biết tuần này nó đã khác nhau rồi, không ít thì cũng nhiều. Vì vậy ấy, thì mình tin rằng là việc phải thường xuyên đặt câu hỏi, thường xuyên đọc, thường xuyên tìm hiểu chính là chìa khóa. Nếu như mà bạn sẵn sàng đọc và bạn sẵn sàng đọc lại những gì mình đã đọc, nghe lại những gì mình đã nghe và tìm hiểu lại về những gì mà mình có lẽ đã hiểu lắm rồi, thì lúc đó bạn sẽ mở ra cho mình thêm những cái góc nhìn mới, những cái quan niệm mới, quan điểm mới về chính cái chủ đề đó. Đối với mình ý, thì câu trả lời là gì không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là bạn dám hỏi. Bởi vì chỉ khi bạn dám hỏi thì bạn mới dám nghe lại những gì mình đã nghe, nhìn lại những gì mình đã nhìn, và chỉ khi đó thì bạn mới tìm thấy câu trả lời.
Và vì vậy thì mình nghĩ rằng ấy, là nếu như bạn dám hỏi và bạn dám tìm hiểu ấy, thì mọi câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm đều sẽ ở trong tầm tay. Vì vậy với đối với những bạn nào mà là tranh biện viên đang ngồi đây ấy, thì mình rất mong là có thể sau bài nói này, mỗi khi mà có một cuộc thi tranh biện thì các bạn hãy tĩnh tâm lại và tự vấn mình rằng liệu những gì mình bắn bằng bằng trên sân khấu ngày hôm nay ấy, là cái bóng hay là sự thật, liệu mình là một người khúm núm ngồi trong hang hay là một người luôn nhìn ra ngoài cửa hang, nhìn xa hơn và nhìn rộng hơn để thấy rằng dù cho mình có thắng cái trận tranh biện hôm nay đi chăng nữa, thậm chí là thắng cả cái giải tranh biện này đi chăng nữa, thì con đường đến với tri thức không bao giờ dừng lại ở đó. Hãy dướn thân mình ra ngoài cửa hang, và chỉ khi đó bạn mới giải phóng chính mình và trở thành người tự do mưu cầu tri thức. Đó chính là xóa bỏ những gì mình đã học để học lại từ đầu. Đó chính là unlearn to relearn. Cảm ơn mọi người ạ.